Ấu trùng ruồi lính đen ăn gì? Tìm hiểu ấu trùng ruồi lính đen ăn gì để biết giá trị kinh tế của sinh vật này. Ruồi lính đen thực sự là một điểm sáng trong mô hình chăn nuôi và xử lý rác thải hiện nay. Rất nhiều người không hề bất ngờ với sự hữu ích hiếm có của ấu trùng loài vật tưởng chừng như thuộc họ hàng với các sinh vật chỉ biết gây hại. Vì thế, việc tìm hiểu ấu trùng ruồi lính đen ăn gì trở thành đề tài khá nóng. Vòng đời của ruồi lính đen rất ngắn, chỉ khoảng 45 ngày. Để biết rõ ấu trùng ruồi lính đen ăn gì rất quan trọng, bởi đây là giai đoạn cho thấy sự lợi hại của sinh vật bé nhỏ này. 1. Tác dụng của ấu trùng ruồi lính đen. Trứng nhỏ sẽ phát triển trở thành ấu trùng, rồi lớn dần thành sâu canxi. Nó tiếp tục nạp năng lượng và thải ra phân bón dùng trong ngành nông nghiệp, trồng trọt hoặc trở thành thức ăn dùng trong chăn nuôi gia súc, thủy hải sản, nuôi yến. 2. Thành phần dinh dưỡng có trong ấu trùng ruồi lính đen. Qua nghiên cứu ấu trùng ruồi lính đen ăn gì, các nhà khoa học đã phân tích và phát hiện ra nhiều thành phần dinh dưỡng của sâu canxi trước khi chúng hóa nhộng. Trong mẫu dạng sấy khô, ấu trùng này có lượng protein đạt 43-51%, chất béo 15-18%, canxi 2,8-6,2% và phospho là 1-1,2%. 3. Kỹ thuật nuôi và thức ăn của ruồi lính đen. Việc đầu tư kỹ thuật nuôi ruồi lính đen và ấu trùng của loài vật này không thực sự quá khó, bởi Việt Nam là một trong những nước có khí hậu thích hợp với sinh vật này. Tuy vậy, người nuôi nên tìm hiểu ấu trùng ruồi lính đen ăn gì để có được những giá trị cao về kinh tế. Giai đoạn ấu trùng của ruồi lính đen sẽ tồn tại trong 14 ngày. Đây là giai đoạn ruồi lính đen có khả năng ngốn một lượng phế phẩm thải khổng lồ và phân hủy toàn bộ số rác thải này một cách nhanh chóng. Mọi thứ diễn ra hiệu quả đến mức ngay cả mùi hôi thối của rác thải thực phẩm thừa cũng sẽ biến mất ngay sau khi sinh vật này nạp năng lượng xong. Liên hệ để được hỗ trợ thông tin sản phẩm tư vấn về ruồi lính đen. Hãy like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất về ruồi lính đen.